mình đây, Vani đây. Thật ra là mình đang tận hưởng thai kỳ của mình một cách rất là thoải mái, một cách rất là tuyệt vời. Nhưng mà thật ra là cũng có rất là nhiều những cái hoạt động, và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một ngày của mẹ bầu thì như thế nào. Mình đang ngồi trên chiếc giường yêu quý của mình, và đây là cái mà mình muốn khoe nhất, đó chính là cái gối. Đây là cái gối bầu mà hai chồng mình tặng mình. Cái gối này nó khá tiện á mọi người. Tại vì đến lúc mà mình cái bụng mình to rồi á, giống như là Vani nè, bây giờ bụng Vani to rồi á, thì những cái phần như thế này nè, những cái phần này của chiếc gối nó sẽ nâng đỡ cái chiếc bụng của mình. Và thêm một cái nữa là Vani không có khuyến khích các mẹ là sau khi mà mình ngủ dậy á, là mình ngồi bật dậy liền thì nó sẽ không có tốt. Mình nên nằm lại ở trên giường của mình tầm khoảng 5-10 phút. Lý do là khi mà mình bật dậy quá sớm như vậy á, thì cái lượng máu lên não nó không có kịp, và em bé cũng sẽ bị thiếu máu lên não luôn. Bây giờ sẽ là hoạt động tiếp theo của mình. Như thường lệ thì sau khi mà mình thức dậy thì mình sẽ có một số cái bài tập thể dục buổi sáng. Nhưng mà tại vì buổi sáng cho nên Vani sẽ chọn một cái môn nó nhẹ nhàng, đó chính là yoga. Thật ra thì yoga Vani đã có chia sẻ một cái clip ở bên đây rồi, cho nên là mọi người có thể xem lại. Vani thích tập yoga bởi vì nó khá là thư giãn và nó làm cho đầu óc buổi sáng của mình nó sảng khoái hơn rất là nhiều. Bây giờ thì tập nha. Sau khi mà làm vệ sinh cá nhân xong thì tới một cái bước rất là quan trọng của Vani, đó là chính là skin care. Thật ra là chia sẻ thật với mọi người luôn á, nếu như mà Vani không có đi sự kiện hoặc là quay những cái video clip quan trọng á, thì Vani sẽ không có make up. Nhưng mà cái việc skin care thì Vani nghĩ là các mẹ bầu cũng nên lưu ý một tí. Thật ra là mới lúc mà mới có em bé đó, mẹ của mình á, bà ngoại của em Ni nè, là không hề mong muốn cho mình đụng tới mỹ phẩm luôn, không hề thích mình skin care các loại luôn. Nhưng mà mình mà bắt chước theo á, mình mà nghe lời là không dùng cái gì á, thì mình sẽ có cảm giác là cái lỗ chân lông của mình to ra, đặc biệt ở là cái bụng như thế này nè, đó, da lại khô và sạm nữa, lúc đó mình cực kỳ xấu và cực kỳ mất tự tin luôn. Nhưng mà rất là may là Vani có một người bạn, và bạn ấy đã giới thiệu cho Vani một cái bộ mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc nhưng mà được chứng nhận của Mỹ, ghê chưa. Cho nên là Vani thực sự khá là yên tâm. Sau khi mà đọc thành phần xong thì Vani biết được là đây là bộ mỹ phẩm mà nó hoàn toàn từ tự nhiên luôn, từ thiên nhiên, organic á. Cho nên là mình cũng khá thích thú, Vani đã sử dụng thử. Và bây giờ Vani sẽ bắt đầu thực hiện các cái bước skin care để giới thiệu với mọi người nha. Đây, sản phẩm đầu tiên mà mình sử dụng, mình rất là thích sản phẩm này luôn. Đây là sản phẩm Rose Absolute Frost Serum của Aromatica. Vani thích sản phẩm này nè, tại vì đầu tiên nha, là nhìn vô thành phần là thấy ngay lập tức có một cái là chiết xuất từ tinh chất hoa hồng Bulgari với 97,3% là thành phần tự nhiên. Và bởi vì cái 97,3% từ thành phần tự nhiên đó cho nên Vani cực kỳ yên tâm luôn. Vani thích cái sản phẩm này á, cái thứ nhất á là tại vì nó khá là dễ chịu. Đây nè, đó. Và khi mà mình dùng á, thường thì Vani sẽ thích dùng bằng cái bông tăm, bông tẩy trang để mà để lên da nè. Nhưng mà với sản phẩm này nè, nó cực kỳ dịu mát và cái mùi thơm của nó thì rất là dễ chịu. Cho nên là Vani thích apply trực tiếp lên mặt luôn. Và một cái cảm giác mà nó mang lại cho Vani đó chính là không có bị nhờn rít. Nó thấm sâu, dưỡng sâu luôn, không có nhờn rít gì hết. Cho nên khi mà Vani thoa lên xong á, Vani sẽ đảm bảo với mọi người á, là mọi người sẽ thấy là da mặt Vani giống như y như hồi nãy vậy đó. Nó không có khác gì hết trơn á. Nó không có bị đổ dầu, không có bị bóng bẩy gì lên hết. Mà mùi hương thì cực kỳ dễ chịu luôn. Khi mà mình bị stress quá hay là mình bị căng thẳng quá đó, thì mình sẽ hít cái mùi này nè. Mình sẽ cảm thấy là thoải mái, thật sự relax. Xong rồi Vani hay bổ như vậy để cho các cái tinh chất nó thấm sâu vào da. Đó, sau khi sử dụng xong cái serum hoa hồng thì Vani sử dụng tiếp. Đây, một loại gel dưỡng ẩm nữa có tên gọi là Organic Aloe Vera Gel. Đây là gel dưỡng ẩm dành cho da mặt và toàn thân luôn, chiết xuất từ nha đam hữu cơ. Trời ơi, thật sự ra là Vani rất là thích. Tại vì lý do là khi mà sử dụng cái này nè, mình sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Và thêm một cái nữa về cái tính hữu dụng của nó. Lý do, sau khi mà Vani thoa mặt xong như thế này, một ít để
để thoa mặt thôi. Để dưỡng ẩm thì Bunny sẽ tiếp tục sử dụng trên toàn thân luôn, có nghĩa là cổ và tay của mình sau khi tắm. Nó sẽ thấm rất là nhanh, rất là sâu. Và bên cạnh đó, cái điều mà Bunny thích nhất ở cái gel này á, đó chính là nó hữu cơ. Nghe chữ hữu cơ thôi là đã thấy thật sự rất là yên tâm rồi. Mà có một cái điều Vani thích hơn nữa, đó chính là mỗi khi mà Vani bị mụn á, mình nặn mụn xong á, mình sức thoa cái gel này lên nè, nó sẽ làm dịu da của mình ngay. Và kể cả chồng Vani cũng xài cái gel này luôn. Chồng Vani xài cái gel này là theo cái dạng giống như là mình cạo râu á, sau khi mà cạo râu xong á, và lỡ mà nó có xước một miếng da đó, nó hơi rát và hơi đau á, thì cái gel này cũng sẽ giúp cho cái làn, cái chỗ da đó nó sẽ dịu mát hơn. À, mà một cái tip nữa đó là khi mà mình đi nắng á, mình cảm thấy da của mình mà lỡ ngày hôm đó mình không có dùng kem chống nắng, mình đi nắng da của mình nó rát, mình có thể dùng cái gel này apply lên da của mình, vô cùng dịu nhẹ, vô cùng dễ chịu luôn á. Tóm lại là Vani khá thích sản phẩm này tại vì nó quá nhiều công dụng, và bên cạnh đó giá thành nó lại rẻ nữa, cho nên là mình cũng vừa yên tâm mà vừa thoải mái, tại vì mình đang để dành tiền để sinh em bé mà. Nói chung á là từ khi mà mang thai cho tới bây giờ, cái điều mà Vani cảm thấy bản thân mình khác nhất đó chính là mình tìm hiểu các thành phần của các dòng mỹ phẩm, và Aromatica đã đáp ứng được cái thành tất cả những cái điều mà Vani mong muốn, có nghĩa là nó chiết xuất từ những cái thành phần rất là tự nhiên, thực vật tự nhiên luôn nha, chứ không phải là liên quan, không có liên quan gì tới động vật đâu. Và một cái tin nữa mà Vani cảm thấy rất là thích thú đó chính là toàn bộ sản phẩm của Aromatica đã được chứng nhận vegan, đó có nghĩa là không chiết xuất và cũng không thử nghiệm trên động vật luôn. Cho nên ở đây bạn nào mà ăn cây trường là bạn hoàn toàn yên tâm về điều này nha. À, đây bây giờ mẹ con Ni sẽ ăn sáng, và mẹ con Ni mời các cô chú ăn sáng nha. Bữa ăn sáng cho bà bầu khá là quan trọng luôn. Và nếu như mà ai mà có theo dõi những cái clip về dinh dưỡng của Vani thì thấy Vani khá kỹ về cái chuyện ăn uống này. Sáng nay Vani ăn yến mạch và chuối để cho nó no lâu, và nó cũng đủ năng lượng. Siêu ngon luôn á. Không quên bổ sung sữa nữa nha. Mọi người, thật ra là Vani đang chuẩn bị quay clip lý do là tại vì gần sắp tới cái ngày sinh em rồi á, cho nên là Vani đang cố gắng quay thiệt là nhiều clip để mà trong cái khoảng thời gian mình nghỉ á, mình vẫn có video clip thường xuyên để mà duy trì kênh. Thì Vani hy vọng là trong cái khoảng thời gian đó, nhưng mà Vani có biến mất ở đâu đó 2 tới 3 tuần thì mọi người cũng có thể biết là Vani đã sinh em rồi. Còn đây là ekip để mà chuẩn bị cho những cái buổi quay của mình. Thật ra là Vani đã quay xong rồi và vừa mới đi mua một ít trái cây cho em Ni. Trong cái thời điểm mà thai kỳ mang thai em bé, Vani cực kỳ thích ăn trái cây luôn. Và trái cây nó quan trọng như thế nào là Vani cũng đã chia sẻ trong một số cái video clip rồi. Hôm nay Vani mua hơi nhiều loại một tí. Một là dứa nè. Vani hơi lười cho nên mua trái cây. Mua trái cây làm sẵn. Hai là táo xanh. Đây. Vani có mua thêm bưởi nữa. Đó. Bây giờ Vani sẽ ăn theo comment. Nếu như mà comment của cái món nào mà nó nhiều thì Vani sẽ ăn cái món đó. Quay xong rồi thì cũng hơi mệt, cho nên là bây giờ mình về nhà luôn. Mình sẽ ăn tối và mình sẽ ăn theo cái loại trái cây mà mọi người comment nhiều nhất nha. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị đi ngủ hết một ngày của mình. Đi chơi. Hello mọi người, như vậy là một ngày dài làm việc của Vani đã xong. Thật ra là Vani thích nhất vào cái những cái khoảnh khắc như thế này, đó là khoảnh khắc vào cuối ngày. Mình sẽ có thể thư giãn thoải mái và mình sẽ chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Buổi tối thì Vani cũng skin care giống như là buổi sáng thôi, nhưng mà đặc biệt là Vani có sử dụng thêm một cái này nữa, cũng của Aromatica luôn. Đó chính là sản phẩm Vinci nè, Vinci Lince Sleeping Mask. Thật ra đây là một cái loại mặt nạ ngủ và Vani sẽ sử dụng một tuần từ 1 tới 2 lần. Thật ra là Vani chia sẻ với mọi người một chút xíu á, cái mặt nạ ngủ này nè, nó sẽ giúp cho da của mình nó là đào thải độc tố, mà của Aromatica thì làm sản xuất từ rau á, chiết xuất từ rau, cho nên là Vani rất là thích. Thứ nhất là cái mùi hương, cái thứ hai nữa cái chất kem siêu mịn luôn nè, cực kỳ mịn.
Thường á thì mình để kem lên á thì kem nó hay dính, nhưng mà ở đây thì ít hơn, mịn lắm và dễ thấm cho da, cực kỳ dễ thấm luôn. Vani thường hay sử dụng khoảng 2 lần một tuần cách ngày, và nếu như mà trước một cái sự kiện quan trọng nào đó, là ví dụ như sáng ngày hôm sau đi sự kiện hay quay clip mà cần có một cái làn da tươi tắn, thì Vani sử dụng mặt nạ mũi này. Mình vừa apply lên da này nha, xong rồi mình vừa massage da mặt của mình nữa. Và cái bước này là mình không có rửa lại mặt nạ ngủ mà. Mình làm như vậy xong rồi sau đó mình cứ như thế là đi ngủ thôi. Là xong rồi. Đã. Như vậy là Vani đã xong một cái ngày làm việc của mẹ con đi. Thật ra là cũng không có gì vất vả đâu. Chủ yếu là mình chăm sóc bản thân mình, và mình tận hưởng cái cảm giác mà con lớn lên trong cậy trong bụng của mình á. Thích thú cực kỳ luôn. Vani ghi lại toàn bộ những cái quá trình này để sau này nó có thể là một cái kỷ niệm của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip và theo dõi nguyên một ngày của Vani nó như thế nào nha. Nếu như mọi người có muốn Vani làm cái gì thêm nữa thì nhớ comment ở dưới cho Vani. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.